Xin kính chào quý vị khán giả. Căn nhà ngày hôm nay em Thiện giới thiệu là một bất động sản có mặt tiền rộng, có thang máy tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Video nhà đất em quay thì hoàn toàn là đúng thực tế nhé. Và nếu như là lần đầu tiên xem kênh của Thiện thì xin quý vị để lại cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh để có thể là được gợi ý xem các video tiếp theo nhé. Bất động sản ngày hôm nay là căn nhà đất riêng lẻ vừa xây xong, vừa hoàn thiện xong. Tiến độ đạt 99% rồi. Nhà này là mới hoàn toàn chưa ai ở. Thửa đất xây nhà có tổng diện tích mặt bằng mặt đất tầng 1, được công nhận trên sổ hồng là 50m² tròn. Chiều ngang thì phía trước bằng phía sau là bằng 4m8, chiều sâu vào là 10m rưỡi. Sổ đỏ và thực tế đều vuông vắn ạ. Với diện tích đất như vậy thì chủ nhà thiết kế như sau ạ. Tầng 1 sẽ là để xe và bếp. Tầng 2 là tầng lửng làm phòng khách. Các tầng 3, 4, 5 là mỗi tầng một phòng lớn. Tầng 6 là phòng thờ, sân thượng có mái che và khu giặt ạ. Với kích thước mặt tiền rộng ngang gần 5m, chiều sâu vừa phải, thì gia chủ thiết kế dạng thông sàn, mỗi tầng chỉ một phòng rộng. Vệ sinh thì tầng nào có ở tầng đó, và cũng có thiết kế cái giếng trời lấy sáng ạ. Tài sản trên đất này là căn nhà xây mới, xây 6 tầng và có thang máy. Em Thiện mời cả nhà vào thang máy nhé. Thang này thì có tải trọng là 450kg, sức chứa cùng lúc là 6 người, nhập khẩu và lắp đặt qua Thành Nam. Bất động sản này thì hiện tại đã được gia chủ chào bán ở đơn giá là hơn 170 triệu mét vuông, cả nhà, cả đất, sổ đỏ, cả thuế phí sang tên đã bao rồi. Giá thì nếu như có thay đổi gì thì em Thiện sẽ báo lại quý cô chú anh chị nhé. Em Thiện thì không chỉ hỗ trợ về thông tin mà cũng luôn sẵn sàng góp ý giúp quý vị về giá nữa. Mua nhà thì nó là tài sản lớn nên mà các bác có thể là cứ đến xem nhé. Giá cả chúng ta bàn thêm sau. Nhà có sổ đỏ đẹp, pháp đi sạch, bìa hồng cầm tay chứ không cầm ngân hàng. Sẵn mua tiện bán luôn cho ai cần. Sang tên công chứng được ngay. Đối với tất cả các căn nhà em Thiện giới thiệu thì cũng đã qua chọn lọc rồi. Nên là cả nhà yên tâm là về giấy tờ sổ sách là ok nhé. Tài sản này thì có địa chỉ tại gần với phố Tú Mỡ, giao cắt Nguyễn Chánh, gần vòng xuyến và cầu vượt Nguyễn Chánh qua Trần Duy Hưng, thuộc phường Trung Hòa. Ở đây cũng gần với Bixi Thăng Long, có thể đi vào từ nhiều phố khác nhau. Ngõ đẹp, thuận lợi và dân trí tốt. Cái sau đây thì em Thiện sẽ mời quý vị lên với tầng 3. Trước khi lên tầng 3 thì mời cả nhà xem cái giếng trời gia chủ thiết kế phía sau để lấy sáng cho khu cầu thang và vệ sinh. Nhà này thì thiết kế tầng 3, 4, 5 là giống nhau. Nên em sẽ quay tầng 3. Xong thì có lẽ em sẽ quay tầng 6 luôn nhé. Về bất động sản này thì có thể tổng kết lại bằng một vài điểm chính như sau ạ. Diện tích sổ đỏ là 50m², xây mới 6 tầng có thang máy. Mặt tiền bằng hậu là bằng 4m8. Sổ đỏ và thực tế đều vuông vắn. Trước nhà thì ngõ sạch sẽ và an ninh. Nhà đang hoàn thiện và cần giao dịch gấp. Nếu như mà quý vị xuống tiền ngay thì sẽ được nhận ưu đãi cực lớn về giá nhé. Đây là không gian của tầng 3, tầng 4 và tầng 5 thì cũng có kết cấu là phòng rộng như phòng này. Quý vị xem tới cuối video để thấy được cả cái bố trí và cách bài trí không gian của tầng 6 nhé.
để xem nhà và có nhiều lựa chọn phù hợp khi mua bất động sản tại khu vực nội thành Hà Nội. Thì xin mời quý anh chị em cô bác kết nối trực tiếp em Thiện. Số máy là 0902 661 999 hoặc là 0962 802 792. Đến đây thì em xin phép được dừng lời. Xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.